Đây này em Trinh Thái ấy, anh em này. Một vài anh em cứ gọi điện hỏi Thái, mình cũng mới phát triển thêm một ít chim Thái. Thái này nó gọi là trắng pha đốm cà phê nâu. Đó. Anh em nào thích chơi chim Thái như con như này, alo cho mình là 033 5305 982. Một chút hương vị Thái nhá. Thái thì nó đẹp, nói chung là cườm của nó là cườm trắng, mắt là mắt đen. Đó. Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi video.